Xin chào tất cả quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Xin chúc mọi người có buổi xem video vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều điều may mắn. Hiện tại thì em Tuyên đang có mặt ở thôn Bờ Sông thuộc xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc. Và như các cô chú đã biết thì trong cái thời gian vừa qua thì khắp miền Bắc thì đang gặp cái trải qua cơn bão số 3, cơn bão Yagi. Ảnh hưởng cơn bão Yagi thì nó để lại một cái hậu quả khá là nặng nề trên khu vực miền Bắc này. Và hiện tại trên khu vực Hà Giang, Mèo Vạc thì cũng rất là thiệt hại. Và ngày hôm nay em Tuyên đang đứng ở cạnh bờ sông Nho Quế. Đây chính là điểm bờ sông Nho Quế 1 các cô chú nhá. Đằng sau em Tuyên đây chính là một cái điểm bờ sông, thì như mọi người thấy là nước đang lũ đang tràn đập kìa. Nước lũ rất là to. Và ngay đằng bên này thì là một thôn bản bờ sông, cũng có một cái thiệt hại về tài sản, về người. Thì hiện tại là ngày hôm trước cơn bão đó đổ bộ xuống thì có xảy ra một cơn lũ quét từ trên đồi xuống. Mưa dầm thì thấm lâu các chú ạ. Thì đã bị sập mất 4 ngôi nhà và 7 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Thì ngày hôm nay thì em Tuyên cũng thay mặt các mạnh thường quân ở trên kênh Tuyên Hà Giang vào đây để tặng quà cho bà con, hỗ trợ một phần nào đó những cái thiệt hại về tài sản trong cái mùa mưa lũ vừa rồi các chú nhá. Đây thì xin mời mọi người vào đây. Và hôm nay thì rất là vui. Bên này thì xin giới thiệu với mọi người, đây là bạn Thoa. Thì đây là nhóm trưởng của nhóm thiện nguyện. Xin chào tất cả mọi người. Em là Thoa, trưởng nhóm thiện tâm An Vị Xuyên. Và hôm nay cũng có cùng đồng hành với lại anh Tuyên Hà Giang là sẽ lên để hỗ trợ lũ lụt cho các hộ dân ở thôn Bờ Sông, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc. Mà tình hình bây giờ thì nước cũng đã rút và những cái nhà của hộ dân thì bây giờ đang khắc phục cùng với lại chính quyền xã cũng như là bộ đội biên phòng. Chúng em cũng lên đây để mang rất là nhiều phần quà thiết thực đến để gửi tặng cho bà con để khắc phục cái ảnh hưởng về mưa lũ gây ra trước mắt. Thì có anh Tuyên cùng với lại nhóm thiện nguyện Thiện Tâm An Vị Xuyên sẽ đồng hành cùng với lại ủy ban xã sẽ tiến vào chỗ khu mà bị sạt lở đất đá đấy ạ. Thì thực sự các cô chú thì ngày hôm nay thì em Tuyên rất là vui mừng. Em Tuyên là một người con của Mèo Vạc thì hôm nay cũng kết nối được với bạn Thoa là trưởng nhóm của Thiện Tâm An Vị Xuyên. Thì lên đây để cũng gọi là mình bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Thì bạn Thoa lại ở bên Vị Xuyên thì Hà Giang, toàn tỉnh Hà Giang thì đang gặp rất nhiều cái khó khăn về mưa lũ. Nhưng mà hiện tại thì ở trên vùng cao này thì vừa rồi thì như em cũng nắm bắt được thông tin đúng không? Thì ở trên này đa phần là vùng núi nhưng mà mưa dầm thì thấm lâu nên là bị xói mòn từ trên núi xuống. Thì cũng như thông tin anh em mình được biết là có 4 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Và trong đó có 7 ngôi nhà thì cũng bị ảnh hưởng do mưa lũ. Những cái con của cải hay là những đồ dùng vật chất theo bà con là cũng bị ảnh hưởng. Thì ngày hôm nay thì em rất là vui mừng được đồng hành với bạn Thoa là đến hỗ trợ cho bà con mình. Thì mỗi người có một ly một like giúp cho bà con để bà con có ấm lòng dân bản, để cho vơi bớt được cái khó khăn vừa rồi. Vì những ngày mưa lũ vừa qua thì như cô chú biết thì hiện tại như anh em mình cũng nắm bắt được thông tin. Và bản thân em đi trên ô tô thì thôi. Bạn Thoa là bạn trưởng nhóm. Bạn Thoa hiện tại máy điện thoại đang không ngừng nghỉ luôn, vì là đang hỗ trợ ở trên Hà Giang, trên Mèo Vạc. Nhưng mà bên khu vực Bắc Quang, Hà Giang cũng đang lũ lụt. Yên Bái, Tuyên Quang mọi người cũng đang lũ lụt. Mà riêng bạn Thoa là bạn đầu cầu kết nối thì cái điện thoại không thể dừng được lúc nào cả. Nhưng mà có nghĩa là cái tấm lòng mình đi có thể lan tỏa được mọi người, nhưng mà mình không thể sẻ người được. Nhưng mà cũng cảm ơn em, hôm nay em đã bớt chút thời gian lên với bà con trên vùng cao này. Xong sau ngày hôm nay bạn Thoa bạn phải về luôn để đi tiếp tục ở chương trình ở Bắc Quang này, Cao Bằng này, Lào Cai này, có rất nhiều chương trình nữa. Nhưng mà nói chung mỗi người có bỏ công bỏ sức ra để giúp đỡ bà con để khắc phục một chút phần nào trong ngày bão, cơn bão Yagi, đúng không ạ? Ảnh hưởng Yagi. Thì cũng cảm ơn em rất nhiều. Thì bà con thì cũng thiệt hại, thì nói chung là anh và em và cùng mọi người trong đoàn thì nói chung là mình cũng chỉ lên là có một chút quà để cho bà con ấm lòng cho những ngày mưa vừa rồi. Những ngày mưa vừa rồi thì bà con rất là khó khăn đúng không em? Dạ vâng, khó khăn, thiệt hại rất là nhiều, nhất là về tài sản và cuốn trôi cả nhà đi. Và cũng rất là vui khi mà được đồng hành với lại anh Tuyên cũng như là đến để chia sẻ những cái mất mát, khó khăn trước mắt của bà con ở thôn Bờ Sông, Xín Cái, Hà Giang. Và em Thoa cũng như là anh Tuyên thì sẽ hết sức là dùng hết khả năng của mình là hỗ trợ bà con Hà Giang làm sao để cho thôn Bờ Sông sẽ khắc phục được hậu quả do bão lũ thiên tai gây ra là nhanh nhất, và giúp cho bà con ổn định lại đời sống.
Thôi bây giờ anh em mình thì cũng xin vào để cùng nhau cũng hạ quà nhỉ. Vâng. Đấy. Hôm nay thì em Tuyên xin lỗi cô chú thì có thể bạn Thoa mặc quần áo dài, em Tuyên thì mặc quần áo cộc thì hơi vâng. hơi xấu một chút vì hôm nay là mưa lũ, em Tuyên muốn là đi cái quần áo để đi vào những cái nơi để nó dễ dàng nhất. Còn cái hôm trước mưa lũ thì em Tuyên không thể vào được mọi người ạ. Hôm trước mưa lũ thì kể cả Thoa không thể lên được vì em Tuyên bản thân ở Mèo Vạc cũng không vào được. Đó. Đây thì là đoàn những xe đây mọi người ơi. Đây, một xe quà nhá. Đây là quà của bạn Thoa đã kết nối đây mọi người ạ. Đây là những món quà của nhóm Thiện Tâm An Vị Xuyên đã kết nối mang lên từ dưới thành phố Hà Giang lên đây mọi người. Gần 200 cây số lên đến bà con ở thôn bờ sông xã Xin Cái. Quần áo cứ thả đây đi em ơi. Đúng rồi, quần áo thì mình sẽ đổ ở ngoài. Đây là cái gì đây, nồi em? À đâu, đây là Âu. Thế này Âu cho anh xem trong cái chỗ phụ trách cho đây. Đây, Âu. À muốn lò đi tao à. Đây quần áo để đây em ơi. Để bạt ra. Ê, mua đi. Từ dùng đẩy tâu đẩy từ vào rua vào. Đây thì ngày hôm nay thì đồng hành cùng nhóm thiện nguyện là Thiện Tâm An Vị Xuyên cũng có là các anh bộ đội chiến sĩ biên phòng đã hỗ trợ bà con từ ngày đầu bị lũ rồi. Đó, và bên kia là các anh cán bộ xã cô chú ạ. Có mưa đây. Rất nhiều đồ để cho bà con khắc phục trong cái cơn bão vừa qua. Cho phải đó, cho ra mua rồi. Vâng, là chú Tư cũng là một cầu nối kết nối thiện nguyện nha mọi người nha. Thì xin chào tất cả quý khán giả nhá. Dạ vâng, cảm ơn chú thì hôm nay cũng có chú là một cầu nối thiện nguyện lên với bà con để cho bà con có phần nào khắc phục cái ảnh hưởng của cơn bão vừa qua đã bị thiệt hại. Đối với này ở xã Xin Cái thì thôn bờ sông là một trong những thôn bị ảnh hưởng nhiều nhất trong cơn bão vừa qua. Vâng ạ. Thì ở đây tổng số là mất 4 hộ mất trắng và có 7 hộ là bị ảnh hưởng. Vâng. Thì sau khi xảy ra bão lũ thì lực lượng quân đội và cũng cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã kịp thời đến để cứu hộ. Và hôm nay thì cũng thông qua các mối quan hệ và cũng như là các mạnh thường quân để kêu gọi giúp đến giúp đỡ cái phần trước mắt, chia sẻ lá lành dùng lá rách để đến giúp đỡ cho nhân dân thêm phần nào bớt khổ. Và cũng mong muốn là các mạnh thường quân cố gắng giúp đỡ cho nhân dân ở đây để mà bớt đi cái nỗi khổ. Dạ vâng, cảm ơn chú thì cũng hy vọng là mọi người cùng nhau đùm bọc lẫn nhau để giúp đỡ bà con rồi, khắc phục sau cơn bão vừa qua. Vâng. Đây. Thì rất nhiều quà nha mọi người nhá. Đây là những chiếc chăn. Đấy, vì hiện tại trên vùng cao em Tuyên Hà Giang thì bắt đầu là vào mùa lạnh rồi. Không còn được mặc những áo phông nữa rồi mà chuẩn bị là sẽ mặc những chiếc áo thu đông rồi và thậm chí là áo khoác rét rồi. Đấy. Nên là những chiếc chăn ấm này nó rất là cần thiết cho cái cuộc sống của bà con trên vùng cao này. Và những chiếc chăn này, những gói mì này, những chiếc nồi niêu xoong chảo, gạo, lương thực thực phẩm để cho bà con khắc phục trong vừa qua. Đâu thế, hộ mọi người vào bê đi em. Đấy, em Tuyên thì tay đau ấy, nên là cũng vừa mới bê một xíu nên là cũng không bê được nhiều, thông cảm mọi người. Cái tay trái mình vẫn chưa hoạt động bình thường được. Em Tuyên thì ngày hôm nay thì cũng sẽ thay mặt kênh Tuyên Hà Giang cũng như là các cô chú anh chị nhóm Hoa Sen Chân Như ở bên California và Arizona sẽ xuống trực tiếp hỗ trợ cho những hộ mà vừa rồi bị ảnh hưởng. Là như cô chú cũng nghe thông tin là này, là 4 hộ đã bị sập nhà mất trắng tài sản của chú nhé. May không thiệt người về người. Và 7 hộ thì cũng bị ảnh hưởng sơ qua. 7 hộ, tổng ở đây là thôn bờ sông là bị 11 hộ. Đấy. Trong đó là 4 hộ là nặng nhất là mất hết tài sản của cải nhà nằm ở đúng vùng bão lũ. Đó.
7 hộ thì bị ảnh hưởng, nên là đây là một cái thiệt hại rất là to lớn với bà con trên vùng cao. Vì như cô chú biết là bà con ở trên vùng cao thì chỉ có nông nghiệp thôi, và bà con có thể làm một đời mới xây được một cái nhà và có những cái con của cải vật nuôi, nhưng mà sau một cơn mưa thì nó đã mất hết rồi. Bà con không phải là có lương hay như nào, bà con chỉ làm ăn kinh tế và nông nghiệp thôi, nên là cái mất mát này đối với bà con là một cái mất mát quá lớn luôn, rất khó khắc phục. Nên là rất hy vọng là có nhiều đoàn thiện nguyện, các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ bà con khắc phục lại cái hậu quả mất mát to lớn này. Cảm ơn các cô chú rất là nhiều. Ngày hôm nay em Tuyên cũng rất là may mắn được kết hợp với đoàn Thiện Tâm An Vị Xuyên, nên các bạn thì sẽ tặng quà, em Tuyên sẽ thay mặt các cô chú nhóm Hoa Sen Nhân Như hỗ trợ về tiền và tài sản để cho mọi người khắc phục một chút nha mọi người nha. Đó. Hộp sữa pha mì cho bà con, các cháu. Một xe quà cho bà con. Cây bị đổ. À, sau khi về đây là bà con phải bẻ xuống để hỗ trợ bà con. À, vì hôm đấy mưa lũ to quá đúng không anh? Đấy, phải hộ, bẻ xuống để cho mọi người để giao thông. Bê đồ cho dân mình vào cái nhà văn hóa đi. À, vâng. Đây là nhà. À, vâng. Đây là những anh Tuấn là đã trực tiếp cứu hộ cho bà con từ 5 giờ sáng tới lúc nghe tin bà con bị sụt xuống đúng không anh? Đấy, cũng mất 3 ngày rồi anh nhỉ? 3 ngày rồi. Ngày hôm nay thì em Tuyên mới xuống được, nên là mong mọi người thông cảm cho. Còn bên kia thì nữa chúng ta sẽ xuống xem cái hậu quả và bãi chiến trường, người ta gọi là bãi chiến trường mà do cái cơn lũ nó gây ra mọi người nhé. Bây chúng ta phát quà cho bà con xong đã, tặng quà cho bà con đã. Đấy. Chăn ở dưới đúng rồi, mì ở nước ở sữa ở trên, xong rồi cho mì tôm 11 suất cho 11 hộ. Em thề rất là tuyệt vời. Một cánh tay gọi là tay phải cho em Tuyên. Mì tôm đấy, mì tôm xuống. Mì tôm. Đấy, đủ chưa em? Em đếm cho anh 11 suất nhá. Hiện tại là 11 suất trong thôn bờ sông này trước. Đó. Thêm một suất đó. Đủ. Đấy, để đấy. Đấy. Để ăn vào trong đi. Đấy. À, mì tôm nữa, xong lấy gạo. Tú, vào đi Tú. Tú vào đi. Tú vào lấy gạo cho các chị đi. Các bé này à, ngại à? Em ơi, để gạo như này. Mấy cái gì nhỉ? Nào, để xin, giò. Có ăn đấy. Không giò đâu anh nhỉ? Không giò, tôi xốp ấy. Mở cái... mở cái này, đấy. À, bên này còn giò nhé mọi người nhé. Đây là giò bò này. Giò bò. Mỗi hộ 1 cân đây mọi người ạ. Đó. Hôm nay là còn 50 suất mọi người nhé. Giò á? Giò để trực tiếp lên trên cái ấy. Đây. Phải ủ đông lạnh lên. Ủ đông lạnh này. Đông đá rồi. Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho bà con không lên đây đấy. Do quãng đường đi di chuyển nó khá là xa. Rất là mát lạnh luôn. Em đặt lên cái đấy. Đây thề đặt đi thằng. Mỗi nhà một cân. Đây anh ơi, cho vào túi đây. Thôi cái giò này cứ cho lên trên đi. Cho trên đường thôi. Ờ đừng.
xong tí nữa mình cho túi vào. Đủ chưa? Đèn pin ở đâu nhỉ? Đèn pin thùng nào đây? Cái thùng người ta tông ấy. Ở đâu? Mỗi hộ một cái hai cái nhỉ? Áo mưa ấy. Mỗi hộ hai cái áo mưa để phòng mưa lũ. Vì hiện tại là mua một hôm là không kịp được đâu chú ạ. Số lượng là hỗ trợ là không thể kịp được. Không, khác nhau chú ạ. Có cỡ cỡ to, có cỡ nhỏ đấy ạ. Vì không đủ được. Toàn này. Ở đây mình một hộ, anh em mình ưu tiên cái để cho nó đều nhau nhất đi. Cho một loại trước đi. Thế cho đặt lên đây luôn. Đấy, ok. Thế đặt ở thế này đi. Thì đây là những cái phần quà gọi là khắc phục cho bà con, giúp đỡ cho bà con khắc phục trong cái hậu quả cái thiên tai vừa qua thôi đúng không? Thực ra cái những món quà này nó chưa thể xuể được những ngôi nhà mà mất hết cả nhà của cải vật chất như kiểu bò dê lợn gà, bà con chăn nuôi không phải được đơn giản một năm một tháng mà được rồi. Bà con tích lũy trong cả đời người đấy, nhưng mà bây giờ nó đã trôi mất rồi. Thiên tai thì không ai nói trước được, nhưng mà cũng rất là thương tâm bà con. Đây là áo mưa thoa trưởng đoàn. Những kết quả đầy đủ mọi người nha. Đây này, âu này, thìa này, đây là giò bò mọi người nhá, giò bò nhá, 1 cân giò bò, đèn pin để cho bà con đi vào những cái trời mưa gió buổi đêm này, gạo nồi bà con khắc phục nấu ăn này, sữa này, chăn này, nước lọc này, rất nhiều luôn, những cái xuất quà đó quá là tuyệt vời và ý nghĩa. Những hình ảnh màu áo lính quá tuyệt vời đúng không ạ? Do bỏ túi này đi, bỏ túi này rách hết rồi đấy, để đây cho mọi người. Nồi nhá, thế này nồi gạo, nước lọc, hiện tại thì đang 12 hộ đang đứng ra đây. 12 hộ sẽ ra nhận trước con chú nhé, và sau bà con sẽ ra nhận sau. Đây là những hình ảnh để gửi lên đến tất cả các mạnh thường quân. Đây có anh Bàng kia là chủ tịch xã Xín Cái các chú nhá. Ở bên này là các anh bộ đội đang đến hỗ trợ bà con. Xong quà này thì em Tuyên sẽ lên trao tặng tiền cho bà con. Các mạnh thường quân gửi đến bà
Dạ vâng. 30% là nghe được tiếng phổ thông. Bây giờ thì đóng cho em xin phép một chút ạ, anh Bàng ạ. Vâng, thì bên này là anh Bàng là bên chủ tịch xã của xã Xín Cái thì vâng, cho em xin phép là ở đây thì em là đại diện kênh YouTube Tuyên Hà Giang, thì cũng đại diện các mạnh thường quân trong và ngoài nước, thì hôm nay là xin phép là cũng nghe cái thông tin ảnh hưởng mưa bão của cơn bão Yagi đến cái địa phận là thôn bờ sông thuộc xã Xín Cái huyện Mèo Vạc mình, thì có là 4 hộ là bị trôi mất tài sản, sập hết nhà cửa, và có 7 hộ là ảnh hưởng mưa bão về cũng trôi tài sản ảnh hưởng do mưa bão, thì em là bên kênh YouTube Hà Giang thì cũng có xin phép các anh là có trao những phần quà sẽ bằng hiện vật là bằng tiền hỗ trợ cho bà con một phần nào đó trong cái cơn bão vừa qua anh ạ. Thì cho em xin phép là em sẽ thay mặt các cô chú nhóm Hoa Sen Chân Như ở California và Arizona bên Mỹ là sẽ tặng cho 4 hộ sập toàn bộ nhà cửa, mỗi hộ gia đình sẽ trị giá là 2 triệu đồng. Còn 7 hộ là bị ảnh hưởng do thiên tai thì em xin phép là sẽ trích ủng hộ cho hỗ trợ bà con một phần là 200.000 đồng ạ. Dạ vâng, thì cũng có thể phiền anh là có thể mời cho em được biết 4 hộ là sập hết 4 nhà cửa, và còn lại là 7 hộ thì em sẽ xin tặng quà bằng tiền cho bà con ạ. Dạ vâng. Có thể phiền anh mời bà có thể mời bà con lên để cho em tặng quà được không ạ? Đâu được 4 hộ đâu. Đâu chê à? Đây, anh có thể mời lên đây không em được ạ? Hai hộ mất, 4 hộ mất nhà cửa. Đâu chê à? Lìa tạc kia. Vâng. Mời gì ạ? Đây, mình quay ra đây ạ. Dạ vâng, cho em xin phép đứng đây, 4 hộ đúng không ạ? Vâng. À vâng, vâng. Dạ vâng, các cô chú ạ, thì hiện tại thì em Tuyên sẽ thay mặt nhóm Hoa Sen Chân Như sẽ hỗ trợ cho 4 hộ gia đình. Đây là 4 hộ gia đình là bị ảnh hưởng nặng nhất, là bị sập hết tài sản, mất hết nhà cửa. Thì em Tuyên sẽ xin trích là mỗi hộ trị giá là 2 triệu đồng để cho bà con hỗ trợ phần nào, để cho bà con khắc phục lại sau cái cơn bão vừa qua nhé. Em Tuyên xin trao tặng ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em gửi chị ạ. Vâng. Gia đình mình cố gắng chị nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vâng. Được chị ạ? Vâng, gia đình mình cố gắng nhá. Vâng, vâng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vâng, được chị nhá. Vâng, dạ vâng, gia đình cố gắng chị nhá. Vâng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dạ vâng, gia đình mình cố gắng chị nhá. Dạ vâng, vâng, cố gắng chị nhá. Vâng, cố gắng ạ. Vâng. 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 Em ạ. Cũng thay mặt các cô chú thì có một chút tấm lòng để gửi cho bà con để bà con khắc phục cái hậu quả này ạ. Cũng một lần nữa thì cảm ơn các anh chị bên xã và cấp ủy chính quyền và các anh chị bộ đội đã giúp đoàn tình nguyện chúng em trao tặng những món quà đến với bà con. Vâng. Thôi thì vâng, mời các anh chị xuống nhận quà. Vâng. Vâng. À vâng. Vâng. Thế là còn 8 hộ ạ. Vâng. Vâng, các anh chị ạ, thì theo thông tin thì sẽ là 8 hộ mọi người nhé. Thì bây giờ em Tuyên sẽ xin gửi tặng cho 8 hộ, mỗi hộ là 200.000 đồng. Anh ơi cho em nhờ với 8 hộ nào nhỉ anh nhỉ? Chị đâu thế? Không, mọi người đừng đi ạ. Đừng, mọi người. Còn 8 hộ còn lại thì em Tuyên sẽ xin trao tặng cho bà con. Vâng, chị ơi, không gửi. Vâng. Dạ vâng. Em đi về, đúng vị trí đi, xong đá một năm anh chị cho má rồi. Còn 8 hộ chưa được tiền thì đứng đây. Dạ vâng. Đây là 4 hộ rồi. Vâng. Dạ vâng. Em xin gửi anh ạ. Dạ vâng. Đây. Em gửi anh ạ. Vâng. Dạ vâng. Đó một sát đi. Một sát nữa coi chưa. Anh em gửi anh. Dạ vâng. Dạ vâng. Em xin gửi chị ạ. Vâng, cố gắng chị nhá. Vâng. Quần này với áo đen ngoài nữa. Quần áo xanh với áo đen ngoài thế này. Đây đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, gửi cô ạ. Vâng. Em gửi anh ạ. Vâng vâng. Mình cố gắng khắc phục anh nhá. Dạ vâng. Vâng. Em Tuyên xin cảm ơn ạ. Vâng. Nói chung đây là sẽ là 8 hộ bị ảnh hưởng mưa bão của chú nhá. Vâng.
Vâng, cô chú ơi, thì đang hiện tại vừa mới sau phần quà em Tuyên xong thì hiện tại đang mưa này, đang mưa. Đang mưa này, là đúng là trên vùng cao này. Đây là bạn Thoa thì đang làm những cái hình ảnh để gửi về các nhóm tình nguyện mọi người nhé. Đó. Thôi bây giờ, Thoa, Thoa ơi. Đấy, mọi người, Y Trẻ Y Na. Na cho vào luôn. Vâng, vâng. Đúng rồi, Y Trẻ Y Na. Mưa, mưa rồi. Đúng rồi. À, anh Tuấn đang nói bằng những giọng địa phương để cho bà con cất đồ vào. Cái mì tôm mình cầm ở ngoài đây anh ơi, mình cho những cái này này. Đấy, mình cho cái này là dễ hơn không? Cho cái này vào trong này không lại ướt anh này. Đấy. À, Thoa Thoa ơi, hướng dẫn bà con nhá, cái anh ơi cái giò này phải hâm nóng lại nhá. Mưa to quá mọi người ạ. Anh ơi, bây giờ anh bảo là không em cho cái này vào trong nhà. Hiện tại mưa quá mọi người ạ. Thế các nhóm đến sau thì sẽ nhận sau. Hiện tại là tổng 50 xuất quà mọi người nhá. Đây mới là 12 hộ đầu tiên thôi. À, bà con ơi. Ui. Cái này phải về hâm lại nhanh nhá. Cái phải hâm lại lại. Dây thép sợ quá. Mắc đây. Đấy. Mưa bão về luôn mọi người ạ. Chạy không kịp luôn. Cho gạo vào trước. Thế bà con đang chạy đây. Để cất đồ vào không mưa quá. À, hôm nay cứ tưởng thời tiết là nắng nhưng mà hiện tại vào là mưa luôn cô ạ. Đây là những cái củi mà vừa rồi là bị lũ trôi sông đấy đúng không ạ? Bà con cố gắng đi nhặt về để làm củi đun đấy mọi người. Mặc dù rất là nguy hiểm nhưng bà con không có rồi. Đây này. Đây là hôm vừa rồi là bị đất trôi này. Tí nữa chúng ta sẽ ra chỗ vùng đất trôi chúng ta xem nhá. Cái hiện trường nó rất là thương bà con đây. Mưa quá. Quần áo thì không kịp cất luôn mọi người thấy không? Kìa, đồ vẫn còn đang còn 50 suất. Nó là một cái phần quà gọi là để giúp đỡ bà con khắc phục trong cái cơn mưa bão này. Cứ tưởng nắng rồi nhưng mà không ngờ nó lại còn một cơn mưa qua đi. Một cơn mưa đến mọi người. Wow. Mưa mọi người ạ, không chạy được luôn. Áo mưa kia bà con chạy không kịp luôn, bà con để phơi luôn. Đó. Quà đang chất đống đây viện đấy, còn quần áo này nữa này. Những cái đồ nhu yếu phẩm của gia đình, còn những quần áo để cho bà con vực lại trong cái thời gian qua. Về cái quần áo ở trên bà con là mọi người thấy đấy, bà con không có quần áo đẹp để mặc đâu. Nên là hy vọng là bà được các cô chú hỗ trợ rất nhiều hơn nữa. Và những hộ bị sập nhà ấy cô chú, thì như các anh chia sẻ đây, anh Tủa, có phải là những hộ đang sập nhà phải đang ở nhờ đây anh? Đúng rồi, các hai hộ đang ở nhờ đây. À. Thì bây giờ thì sập nhà rồi, bây giờ không có cái gì mà ở nữa luôn anh. À, đồ đạc ở hết trong nhà văn hóa này. Đây. Nhà văn hóa của thôn bờ sông nhé mọi người nhé. Rất nhiều đồ đạc đây. À vâng, 4 hộ ạ. Vâng. Dạ vâng. Vâng. Quá là khổ. Mưa quá mọi người ạ. Những đống củi này mọi người ạ, đây là những đống củi này này. Đây là những bà con đang đi tranh thủ đây này, mọi người thấy bó vào không? Đây là đi vớt ở những cái cơn sông vừa rồi nó bị lũ ra đấy. Chắc chắn là đây đi vớt ở đấy về. Đây thì mọi người thấy đấy, bà con có tình thương thân thương ái rất là tốt và tuyệt vời. Bốn nhà bị sập thì ra ở nhờ nhà văn hóa, ở nhờ bà con ở đây, ở nhau. Đây, những cái bó ngô. Em Tuyên thấy là nước bùn đây này. Nước bùn ở đây vẫn còn đây này. Đó, ở đây này. Đây này. Bùn ở đây vẫn còn mọi người thấy không? Có nghĩa là nó từ cái đây này. Ở đây chúng ta có thể thấy không ạ? Một chút ở hình ảnh kia không? Em Tuyên sẽ có những hình ảnh phần đây cam. Trời mưa này không biết là có liệu có đủ không ấy. Thì nó ở từ trên nửa quả núi kia xuống. Nó trôi xuống. Vì đây là một cơn bão lịch sử. Chưa bao giờ trên vùng cao cũng có, hoặc như cả miền Bắc có thì
nó mưa lâu quá thì nó trôi từ trên nửa quả núi xuống. Thế là bà con thì cũng rất là may, thực sự là may mắn là không bị thiệt hại về người. Chứ bốn ngôi nhà sập hoàn toàn thì mọi người biết đấy. Vẫn còn nước bùn nhá. Mưa. Đang mưa quá, bà con đang cất tạm vào đây đã. Dạ vâng, cô chú ở bên này thì như mọi người thấy thì quà đang xếp ở đây vì có bị ảnh hưởng cơn mưa. Nên là sẽ là tạm thời dừng những cái món quà sau lại của bà con lại. Về tí nữa thì có thể là nhờ các anh bộ đội biên phòng và chính quyền xã có thể gửi lại cho bà con tổng 50 suất nhá. Còn bây giờ em Tuyên thì sẽ sang bên này để đưa các cô chú sang những cái cảnh tan hoang, những cái hình ảnh mà thực sự với mọi người là không bao giờ ai mong muốn cả. Một cơn bão đi qua và để lại hậu quả nó quá là tang thương. Đây, đây là những cái, chắc chắn đây là những cái cột nhà đúng không thầy? Đây là những cái cột nhà, đây thầy có thể đi gần lại cho các cô chú xem. Đây là những cột nhà mà đã bị sập đây mọi người ạ. Đó, thì mọi người thấy không? Đây là những cái khung gỗ mà bà con đã lấy lại khi bị mưa lũ nó tràn về. Đây, còn gì đâu mọi người, không còn gì cả đúng không ạ? Khi bình thường nó sẽ là một ngôi nhà nhưng khi sập rồi chúng ta xem không còn một cái gì cả. Đó, đây bên này, bên ngôi nhà này sắp sập rồi này thế này. Hôm vừa rồi các anh bộ đội với chính quyền xã có nói là các anh nghe tin xuống là từ 5 giờ sáng giúp bà con cứu được cái gì thì cứu. Đây, cái này đang trú mưa ở bên kia. Ôi dồi ôi thầy ơi, ngôi nhà này tính ra cũng sập rồi còn gì nữa, đúng không ạ? Ngôi nhà này hiện tại là không còn một cái gì rồi. Như kiểu bây giờ anh em mình vào là không dám vào này, đúng không thầy? Đúng rồi, không dám vào luôn. Bây giờ sập lúc nào không biết. Thế này thì chả biết đổ lúc nào ấy. Chưa biết đổ lúc nào đây. Thầy có thể quay gần lại cho cô chú xem bùn đất này. Đấy, bùn đất vẫn ở trong nhà luôn. Cái này đúng nhiều quá. Nhiều quá luôn. Đó, ở chỗ này đi cẩn thận nhé thầy nhá. Anh em mình đang đi tắt một xíu. Đây là đang đi qua những cái đống đồ nát vừa rồi bị đây. Mọi người đây này, đây là những cái tường nhà bị đổ cái, đây. Cái nhà xem gành ấy. Nhà xây gạch đây mà tự đổ luôn. Ôi dồi ôi, chắc là sợ quá. Wow. Ôi thế bằng luôn này. Thầy có thể đi được lên đây không? Đây thầy đi lên đây. Đi lên đây để anh em mình sẽ đi ra bên này để các chú xem kỹ hơn cái hình ảnh nó bị lụt này. Ôi, wow, mất dép luôn cô chú ạ. À, ôi rồi, thôi, ôi, không đi sang bên này rồi. Thôi, không đi ạ. Không đi nữa cô chú ạ. Ở đây thì em Tuyên muốn là cho cô chú những hình ảnh nó thực tế hơn một chút xíu này. Mất dép luôn rồi. Thầy có thể quay cho mọi người nhìn cái toàn cảnh ở cái khu vực này đi. Quá tang thương, có nghĩa là chỗ này nó giống như kiểu là một bản đấy, không? Đúng rồi. Một nhóm hộ ở đây. Một bản luôn. Thì nó trôi từ trên đỉnh quả đồi. Thầy có thể quay lên cho chú ở trên đỉnh quả đồi kìa. Quay lên trên chỗ sạt kìa. Đó. Thì nó bị trôi từ trên đây xuống, đúng không ạ? Thì nó quay từ nửa quả núi luôn, nó trôi về. Mình không thể vào được thầy ạ. Đây đây. Wow. Bên này bà con còn đi được. Bên này có một cây gạo này. Đấy, bà con đang đi mang đồ về nhà. Đấy. Còn chỗ này là những cái ngôi nhà ở đây thì đã sập hết rồi. Sập hoàn toàn rồi mọi người nhé. Bây giờ toàn bùn đất mà không đi ra được mọi người ạ. Mất dép luôn rồi. Wow. Đấy, thì đây cũng chính là cái lý do mà em Tuyên phải mặc quần cộc đi lên đây. Đây là một cái số lượng bùn đất nó khá là lớn cô chú nhá. Nó trôi từ trên đỉnh kia về. Thì mọi người bảo lũ thì làm sao, lũ quét thì không có sự phòng bị được. Mà chỉ biết là một điều là bà con rất là may mắn, không thiệt hại về người. Mà trong 5 giờ sáng thì em Tuyên có nghe qua các anh có kể lại là
tầm 3 rưỡi sáng đến 4 giờ sáng là bắt đầu có hiện tượng nước ở trên kia chảy về. Bà con đã phòng rồi, nhưng mà bà con bảo là chưa bao giờ nghĩ tới là có khối lượng đất đá nó to lớn đến như vậy. Bình thường thì mưa thì có nước chảy xuống, như kiểu bên mé lầu ấy thế. Như ở bên nhà chị Dính bảo là mưa thì có nước chảy xuống. Đúng rồi. Không nghĩ là có đất đá nhiều như này. Đúng rồi. Nhưng mà các bà con bảo là lần đầu tiên trong đời luôn. Bà con bảo nước lo quá, to to quá. Không bao giờ nghĩ là nước nó ập về đến như vậy mà khối lượng bùn đất đá như này. Nếu mà chúng ta vào sâu được cơ. Em Tuyên với em Thề thì đang bị mắc kẹt ở đây rồi. Tí nữa phải quay lại đường này ra thôi thầy ạ, chứ không đi được đường này đâu. Đây là toàn bùn. Chỗ này không đi được. Không đi được. Vâng. Thì có nghĩa là chỗ đất đá kia nó ập về thì bà con không thể đỡ được rồi. Bên kia bờ sông đây, bờ sông thì còn đang lũ rất là to. Thôi đi, anh em mình quay lại đi. Nếu mà quay lại vào bên trong kia thì cho mọi người thấy được rõ hơn. Hả? Mất dép rồi. Em bảo anh tìm nó sao được nữa. Nó thụt dưới rồi. Ôi. Đi. Thế đấy, thì anh em mình cố gắng đi ra bên này đi xem cho bà con thấy có chú thấy không. Bây giờ còn một chân không thôi. Lụt xuống móc tay vào còn bùn nó lại. Có cái là mình móc tay vào thì bùn nó đã ngả xuống rồi. Đó. Này. Rơm dạ. Còn ở bên cạnh em Tuyên đây là một ngôi nhà. Trôn quá. Nó dính đất và nó trơn. Một chân dép để phanh. Còn một chân này thì cứ đi thôi. Đó. Đây. À, thầy ơi, anh em mình cố gắng tìm cái đường nào ra đằng bên này để cho cô chú xem được cái lũ ở bên kia về đi. À đây này thầy ơi, thầy. Đây này. À, hiện tại ngôi nhà này thì đang được chính quyền đã huy động bà con là rời đi. Đây nhá, thầy vào đây. Đúng không? Đây là bà con đã đi qua chỗ này thôi. Đang phải rời đi vì chỗ này không biết sập lúc nào. Đúng rồi. Vườn không nhà trống rồi chú nhá. À đây là bà con đi được đây. Chào chị. À, đấy. Bà con đang đi bên này thì mình cứ men theo chỗ bà con. Em mất dép rồi. Ôi. Nên đi mà chút chén nó hôm tiêu. Cố cái này nhấp trượt. Nhấp trượt một cái là ngập luôn mọi người ạ. Ôi, có nghĩa là phải đi vào chỗ nào để bà con lướt ván nha thầy nhá. Mà cái ván này thì cố đinh nhá, đi quật thỉnh vào nhá. Ờ, có đinh này anh vừa nhẫm vào đây này. Ờ. Nguy hiểm đấy. Có đinh ấy, đi quật thỉnh vào ấy. Sợ ấy. Đây, sang nỉa nhá. Vâng. Không biết chảy máu không? Có đinh thờ đấy. Có đinh mà. Ừ. Đây, chúng ta ra cái nguồn mà nó bị sói đi. Cho ai cả? Cho em không ra được nhá, em vừa bị thụt dép rồi nhá. Kia mọi người ơi, một anh đang đi ra đấy. Mất dép rồi. Em mất dép ở đấy đấy. Mất dép rồi. Mất dép rồi. Em mất dép ở đấy. Bờ. Không đi được đâu. Có cái đưa đấy ạ. Đây. Wow. Đây này. Thầy ơi bên này này. Ở đây xả to thế. To không? Nước vẫn còn mọi người nhá. Wow. Đây mọi người xem này. Có thể mọi người thấy hết được không ạ? Rồi vào gần lại đi thầy ơi. Ôi giời. Đất bây giờ nó không ra được cái này. Đây thầy có thể cho các cô chú xem. Nó sói quá tàn khốc luôn. Nước lũ nó quét về quá tàn khốc luôn. Đấy. Khá là sợ quá. Một to. Ai thấy như thế này đâu. Chả biết ở đây nước bờ
mới bỏ mới nửa không. À đấy, thầy có thể thế, thầy nhảy sang bên này cho con chú xem được không? Này, nhà bên này là cũng đi hết rồi này, đó. Đây nhá mọi người nhá, như bên tay em tôi đây là một ngôi nhà bên này thì cái gian bên này là đi hết rồi. Gian bên này đi hết rồi. Và đằng phía bên này nữa cô chú này. À, đằng phía. Không, bây giờ hiện tại chân dép này đang để làm phanh. Trơn lắm anh ạ. Đây. Bên này thì để anh em mình đi sát vào đây thế. Để cho các cô chú thấy này. Đó. Trên này nè đi. Lu ao lu lì này là. Nhà của cô đây à? Ờ. Bà u lì đây à? Hỏng hết rồi. Liệt tao rồi. Nhà chết chủ đây của nhớ rồng mà nhỉ? Đây. Không còn một cái gì cả. Nên đây nhớ rồng mà. Ô, toàn bùn đất luôn thầy ơi, thầy vào xem này. Chỉ bóng chị mà. Ôi. Thầy. Thế đưa anh mượn máy anh cho chú xem này. Bùn đất không còn một cái gì cả. Đúng. Nhà đang phải di dời hết đi nhá. Bảo không có cái gì, không còn một cái gì. Không còn một cái gì luôn rồi. Thì mà ngừa thì bị không bị. Cái nhà to lá thì mà quá là tội bà con luôn. Sập hết rồi, không còn một cái gì luôn. Xong hết. Cái này thì bao giờ mới khắc phục được các chú? Ngôi nhà này cực kỳ là to và kiên cố đấy nhá, thề nhờ. Đúng rồi. Đây à, chỗ này hơi tối nè. Đây này, cái điện thoại của anh đâu nhỉ? Điện thoại anh ở đây, em bật đèn lên đi. Để cho các chú xem là nhà này xây cực kỳ kiên cố nhưng mà với bão lũ thì không thể nói được trước điều gì. Đây, à, thề có thể bật lên đây. À, thề soi lên cái rầm này đây nhờ. Cái rầm này là bê tông các chú nhá. Rầm bê tông mà. Cột bê tông này. Đúng rồi. Đấy, nhưng mà mọi người xem này. Đây. Sơn lại ấy, sơn gỗ ấy. Sơn gỗ này bùn đất vào này. Wow. Đấy. Đây khắc phục bao giờ đây? Cào đến bao giờ mới hết được? Thì tí mấy à thò lồn đu lồn nà nè nè sao lại bươn đi là? Thế thì thầy hỏi là khoảng mấy giờ hôm đấy là bắt đầu là xả? Thở mơ chờ tình thì tên lồ. Mốt lót tình lồn. Lót ở sân rồi là chóng đùa. 4 giờ là bắt đầu sạt. Ừ. Chào anh nhá. À. Nhà đây là nhà của anh à? Không, nhà này là của chị. À. 4 giờ bắt đầu sạt, may bà con còn biết. Đúng. Bà con chạy đấy. Bây giờ chẳng như mua plot thì sân cho nên plot thì nếu như bỏ lỡ chẳng như kia. Đây này, chú xem này. Đất ở trong. Đó lót tươi rồi. Không còn. Cái này đúng vừa mít đỏ, tím đỏ to quá thì mít chạy đường ấy. À. Thì mình nghe thì mới chạy. À. Thì dắt được bò đi. Dắt được bò đi à? Bà. May nhá. Bà. Con bò là con cần câu cơm đấy. Bà. Đây, quá là tội bà con luôn. Sập hoàn toàn luôn. Đấy, đi. Chào cô nhá, chào chị nhá. Cố gắng khắc phục thôi. Bây giờ bằng bùn đất đá này bao giờ mới cào hết được thế? Đúng rồi. Còn đây thì... Nhà này. Sao cô chị bảo sao? Chị thấy bảo thì là đường cái nhà to như này thì mà chả bây giờ thì cứ hỏng hết rồi thì bao giờ mình có một tiền để làm lại cái nhà lại to như thế. Ừ. Không. Khó là cả đời người đấy. Đúng rồi. Này. Sập hết đây. Đây gạch này sắp rơi này này. Nhưng cái gạch này nó dính vào cái rầm này nó đỡ được một tí này. Cái này gạch. Gạch này sắp rơi rồi. Vâng. Đây này nó bám vào cái rầm này thôi thề không? Đúng rồi. Đây này. Cái tấm tấm ngang ấy. Ừ. Đây ngô này. Cái nhà cái ngô và ngon năm ngoái thì ngô ở trên đấy. Thì ngô đây. Không năm nay thì cuốn trôi hết rồi. Nó bị trôi hết. À. Ngô năm nay vừa thu về chưa kịp cất là cũng trôi hết rồi. Và cứ để ở dưới kia, ở dưới đấy. Ừ. Thì mình để dưới nhà kiểu cho nó khô ấy đúng không? Cho nó khô thì mình cho lê. Thì mà nó to quá thì nó cứ xả hết rồi. Ôi. Chia buồn gia đình thôi, chứ làm sao giờ.
May là người còn vẫn còn, còn người còn của. Mình lạc một tí đi. Bạn Thoa kia thì cũng là mất dép rồi. Wow, quá là tang thương luôn. Những hình ảnh này mọi người thấy không? Đi bên này sạt, đi bên này này. Bà con hãy đi bên này, mình đi cho theo bà con thôi. Thề bà đi đường mới không được. Cứ theo bà con mà đi thôi. Bà con đang đi quen một chỗ là nó không bị ngấm ấy. Ôi giời. Hiện tại bây giờ thì không có từ đẹp trai nào nữa rồi. Mất nhá, ấy đấy đấy, thấy không? Anh thấy không? Em mất dép của kia, thò tay xuống lại lấy dép mất luôn. Bùn nó ập vào luôn đấy, không còn kịp luôn. Trần nữa nhấp vào cái đinh thế nào ấy. Đấy đấy, không chạy nổi luôn. Mấy cái nhà bên này sập hết, vào nhà bỏ không rồi. Sau này bà con mà có điều kiện mà khắc phục lại ấy, thì không nên làm ở những chỗ này nữa rồi. Vì nó xói xuống rồi. Chúng ta hãy phải di dân ra ngoài đi. Khổ. Kìa bạn Thoa, bạn trưởng đoàn kìa. Ôi, lụt em nhá, cho đánh ngấm nhá, nhấm vào cái gô nhá. Nhấm vào cái gô, nhấm vào bờ lô nhá. Này, nhìn anh mất một chân dép là biết rồi đấy nhá. Đây là em Tuấn ở trong đoàn huyện Tâm Anh, Vị Xuyên đây. Cũng mất dép như em Tuyên luôn. Chân tay. Nói chung là đi tình nguyện thì chúng ta không kể được. Cái khổ nhất là bà con thôi. Chứ còn những cái khó khăn mình đến đây để được bà con nhận những cái sự hỗ trợ từ các đoàn. Không thể đến được ấy. Úi, cẩn thận, úi dồi. Rách chân đấy. Đấy. Mình chỉ đến gọi là hỗ trợ bà con một chút xíu thôi, nhưng mà thấy cái cảnh quá là tan hoang luôn. Vâng, vâng chú ạ. Thì đi vào là một kiểu, nhưng mà đi ra thì vẫn phải nhẫm bước chân thật là chắc chân. Đi được, một chân có dép, một chân có dép đi được. Thề đang bảo là có đi được không? Đi được. Chỗ nào hơi nún nún phát là phải nhanh lên. Thảo đấy. Nhanh lên. Ở đây bà con đang dựng những cái lán lều để cho ở tạm này mọi người này. Không biết là người hay là... Dỡ nhà. Dỡ. Dỡ nhà ở ấy. Dựng nhà ở. Chứ không phải dỡ. Đây này. Đấy là dựng. Thề hiểu không? Đúng rồi, dựng cái nhà ở. Không có dựng nhà không ở. Có nhà ấy. Đổ hết xuống này mọi người. Tan hoang luôn. Thật sự luôn. Đấy, sự thật. Wow. Đường nào nhỉ thế nhỉ? Đi này đây chứ nhỉ? Đi đường đấy. Lúc nãy bị lụt ở đây phát nhỉ? Trơn quá. Đi chậm chậm nhá. Chỗ này có đinh nhá. Wow. Từ nhá. Ấy, phải tựa vào cái cây này. Có đinh không thì nhẫm vào cái đoạn gỗ kia được. Lại chảy máu chân tiếp. Bắt chân thì cắt chân đấy nhỉ. Wow. Đấy, những ngôi nhà này thì đã cấp ủy chính quyền đã động viên bà con huy động di rời để đảm bảo an toàn. Đây. Tất cả sạch sẽ rồi. Không còn một gì cả nữa. Không ra thì không sao, mọi người ra đến cận được thì mọi người mới thấy được đấy. Wow. Rất tiếc hôm nay lúc nãy là mưa. Liệu có thể quay được những cái hình ảnh trên cao cho mọi người thấy không? Bên này thì các bạn đang tiếp tục chia những phần quà cho bà con khi sau cơn mưa. Đây là bạn Thoa, trưởng đoàn đây, tình nguyện. Đây là em, lúc em đi bổng nhá mọi người nhá. Bây giờ là em bảo mà em không thể nào đi đổi con đôi. Vẫn giữ kỷ niệm ở đây đúng không? Đó mọi người. Ngập hết luôn, không ra được. Đây là những suất quà cho bà con
ấy lại còn lại đây mọi người. Dạ vâng, cô chú ạ, thì ngày hôm nay thì em Tuyên rất là vui mừng khi được cùng đoàn thiện nguyện, bạn Thoa trưởng đoàn của thiện nguyện Tâm An ở Vị Xuyên có lên tặng 50 xuất quà cho bà con ảnh hưởng mưa bão trong cái cơn bão Yagi vừa rồi. Ở trên vùng cao em Tuyên đấy là bị ảnh hưởng thôi, nếu mà tâm bão vào thì chắc chắn nó còn nhiều thiệt hại hơn nữa mọi người ạ. Và ở trên vùng cao thì nó chỉ toàn là núi đá và những cái cơn lũ quét này thì mọi người thật là không thể phòng chống được mọi người. Thì như mọi người thấy thì nói chung là ở đằng sau em Tuyên đây là một cái cảnh tan hoang. Những ngôi nhà bên này là bắt đầu bà con đang phải di chuyển hết đồ đạc ra rồi. Không biết nó sập lúc nào vì mưa lũ vẫn còn. Hiện tại trên em Tuyên nó hửng nắng rồi nhá. Nhưng mà theo dự báo thời tiết thì vẫn còn mưa. Và ở trên kia chỉ cần mưa một chút xíu thôi, trên đồi kia nó đã bị xói mòn rồi thì chỉ cần mưa một chút, mưa một đêm thôi là nó xói tiếp xuống. Thì những ngôi nhà như này thì đảm bảo an toàn thì bà con phải chấp nhận di dân ra. Ôi thế này này, mưa quá, sổ sách của bà con, sổ hộ khẩu đây này, đúng không? Đây, sổ hộ khẩu đây này. Đây, sổ hộ khẩu của một gia đình đây, bà con đang phơi ở đây. Nên chắc sau này bà con phải làm lại thôi. Đấy. Thì ngày hôm nay thì em Tuyên cũng vào đây thì cũng được xin phép thay mặt trích những món quà của các cô chú nhóm Hoa Sen Thiên Như ở California và Arizona để hỗ trợ phần nào cho bà con vừa rồi bị ảnh hưởng cơn bão Yagi nhé. Còn như mọi người biết thì ở hiện tại ở trên khắp miền Bắc này thì đang ảnh hưởng một bão rất là nặng, nhưng đặc biệt ở trên vùng cao Hà Giang của em Tuyên thì bà con 100% là nông nghiệp. Đấy, những ngôi nhà vừa rồi thì có chia sẻ làm cả đời mới được một ngôi nhà như vậy, không biết bao giờ có thể có tiền để xây lại được một ngôi nhà như vậy. Có thể ở dưới những thành phố lớn thì bà con bị ảnh hưởng rất là nặng thật, nhưng chúng ta còn có công có việc và bà con sự phát triển nó tốt hơn, bà con có thể vực lại trong dăm 3 tháng, 1 năm, 2 năm. Nhưng đối với bà con ở trên vùng cao thì thực sự các cô chú để vực lại nó khó lắm. Để nuôi được những con gà, những con dê, những con bò vào cả ngôi nhà như vậy, cả tài sản to như vậy thì nó rất là khó khăn. Ở đây thì em Tuyên cũng góp chút sức mình đi chia sẻ những ảnh, trao những phần quà của cô chú đến để hỗ trợ bà con phần nào thôi. Rất mong có các đoàn thiện nguyện lên có thể hỗ trợ những hoàn cảnh như gia đình bị sập hoàn toàn đây. Thế thì để bà con vực lại nó khó lắm. Thật với mọi người, đây thì em Tuyên cũng là một người con, người dân ở trên Mèo Vạc. Em Tuyên hiểu được bà con Mèo Vạc và bà con đồng bào trên vùng cao nó như thế nào. Thế thì cũng mong rằng có những món quà và những sự các đoàn thiện nguyện có thể lên giúp đỡ những ngôi nhà đã bị sập để cho bà con vực lại, an tâm kinh tế. Chứ bây giờ còn mưa còn bão, bà con đang bảo là không biết làm ở đâu nữa rồi. Chỗ nào cũng sợ mưa bão, mưa lâu thì nó vẫn soi xuống. Đấy, nói chung là rất là khó khăn. Còn bây giờ thì các đoàn cũng đang dần dần chia quà hết cho bà con. Thì một lần nữa thì em Tuyên xin chúc bà con trên vùng cao Nguyên Đá cũng như bà con đang khắp miền Bắc đang ảnh hưởng do mưa bão thì mong rằng bà con sẽ khắc phục hậu quả một cách nhanh chóng nhất để quay về ổn định cái cuộc sống hàng ngày, để cho chúng ta có những tiếng cười, những niềm vui trong gia đình. Đấy, chứ còn thực sự mong rằng cơn bão nó nhanh chóng qua đi. Hy vọng rằng bà con hãy cố gắng khắc phục cái hậu quả mưa bão nhé. Còn là bây giờ thì có lẽ là em Tuyên cũng xin phép được tạm dừng video đây. Xin chào và hẹn mọi người, hẹn tất cả các cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Mong rằng video sẽ nhận những like, những chia sẻ và những đăng ký kênh của các cô chú nhé. Còn bây giờ em Tuyên xin chào và hẹn mọi người.